có một người lãnh đạo nhà hội tên là Giai-ru đến quỳ xuống nơi chân Chúa Giê-xu mà khóc: "Con gái tôi gần chết rồi. Nếu Ngài đặt tay trên con bé, tôi biết nó sẽ sống." Khi họ còn đang đi thì có người từ nhà Giai-ru chạy đến báo tin: "Con gái của ông đã chết rồi." Chúa Giê-xu phán: "Đừng sợ, hãy tin mà thôi, con gái ngươi sẽ được lành." Họ đi đến nhà Giai-ru và thấy mọi người đang than khóc vì cô bé. Chúa Giê-xu hỏi: "Vì sao các ngươi than khóc? Cô bé không chết đâu, nó chỉ đang ngủ thôi." Mọi người liền cười nhạo Ngài: Chúa Giê-xu cùng với ba môn đồ Ngài là Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng đi vào nhà cùng với Giai-ru và vợ ông. Cô bé đang nằm đó, y như điều mọi người đã nói. Chúa Giê-xu nắm tay bé gái rồi phán: "Hỡi con gái nhỏ, hãy trỗi dậy." Và cô bé trỗi dậy. Cô bé còn đi chung quanh căn phòng nữa. Giai-ru và vợ kinh ngạc lắm. Chúa Giê-xu dặn họ đừng cho ai biết điều Ngài đã làm. Ngài nói: "Bây giờ, hãy cho cô bé ăn chút gì đó."